Xin chào tất cả các ca. Xin chào tất cả các ca. Quý vị. Bài nói chuyện của tôi là về tính hữu dụng của người xem. Một hình tượng nữa cũng rất hay được sử dụng trong trong việc nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 20, đấy là cái xu hướng giải hoa trong cái việc nghiên cứu về mặt văn hóa. Một cái biểu tượng tiêu biểu nhất của nền văn hóa Việt Nam trong quá khứ đấy chính là chùa Một Cột. Thì chùa Một Cột từ giữa thế kỷ 20 đã được giải thích như là một cái dấu ấn phi hoa, bằng cách là coi nó như một biểu tượng của linh ga, của sinh thực khí. Một cái cột dựng lên trên một mặt nước, đấy chính là linh ga, và mặt nước ở dưới chính là yoni. Và linh ga kết hợp với yoni là một cái trục biểu tượng của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước. Và người ta muốn truy đẩy cái nền văn hóa Việt Nam về phía Nam Á bằng cách là so sánh chùa Một Cột với các linh ga của Champa, của Ấn Độ hay là của Khmer. Và tôi đã phải đi tìm hiểu là xem cái linh ga ở Việt Nam nó như thế nào và cái kiến trúc Một Cột ở Việt Nam ra sao. Tôi đã tìm lên chùa Giảm và thấy cái cột đá và thời lý nặng 54 tấn này. Và tôi cũng phải vào trong Champa để tìm hiểu thế nào là linh ga. Và tôi phát hiện ra rằng là linh ga Champa nó hoàn toàn khác. Và cái cột đá tại chùa Giảm hiện còn thì nó là một hiện vật mà cũng rất là khác. Tôi không nghĩ là trên thế giới có một cái linh ga to như vậy, nặng 54 tấn với nhiều lỗ như thế, có tận 6 lỗ. Và với cái 6 lỗ như vậy thì tôi nghĩ rằng ở trên đó là một cái kiến trúc chứ không phải là một cái linh ga mang tính chất Nam Á. Và đi xa sâu hơn nữa thì tôi thấy rằng cái biểu tượng chùa Một Cột nó như một bông hoa sen nó nở trên mặt nước thế này. Và trên đó là một kiến trúc thì nó là một biểu tượng về thế giới quan của Phật giáo. Đó là một mạn đà la, có một ngọn núi Tu Di ở giữa và các vọng biển xung quanh. Với nghiên cứu như vậy thì chúng tôi thấy rằng là trong thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu đã tận dụng tối đa cái việc mà giải hoa, cái việc mà đề cao cái identity của Việt Nam, coi Việt Nam tách khỏi Trung Quốc và nhập vào hệ thống Nam Á. Thì từ cái định đề như vậy là những nghiên cứu về văn hóa ở Việt Nam hiện nay vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng của cái xu hướng này. Xin chào tất cả các ca. Xin chào tất cả các ca. Quý vị. Bài nói chuyện của tôi là về tính hữu dụng của người xem. Về tính hữu dụng của người xem. Bài nói chuyện của tôi là